Xin chào tất cả các em đến với chương trình hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 7 sách lưu hình ký. Chúng ta tiếp tục phần Test Unit 14 ở trang 156, phần 25 mẻ. Câu 6. Ben and Chingers often perform the newest songs on TV. Các ban nhạc và các ca sĩ thường trình diễn những cái nhạc phẩm hay những bài hát mới nhất trên TV. Perform trình diễn nha. Còn chơi là đối với nhạc sĩ thôi, hoặc là chơi cái môn gì đó thể thao ha. Còn ca sĩ thì phải là gọi là trình diễn hay hơn chơi ha. Act là hành động hay là diễn trong bộ phim đó. Kịch diễn do là dùng perform. Chúng ta sang câu 7. Game shows are becoming more popular TV program nowadays. Các cuộc trình diễn game đang trở nên phổ biến nhiều hơn, đang trở thành những chương trình TV phổ biến nhiều hơn vào ngày nay. Đây là game shows. Đây news là tin tức, test là những bài kiểm tra, competition là những cuộc thi. Câu 8. If you want to know what the weather is like tomorrow, watch the weather forecast. Nếu bạn muốn biết thời tiết thì ra sao, thì trông ra sao vào ngày mai, hãy xem dự báo thời tiết, hãy xem chương trình dự báo thời tiết đó. Còn đây là the fashion show là cuộc trình diễn thời trang, the music show là cuộc trình diễn nhạc, còn quiz show là cuộc trình diễn về trả lời câu hỏi ha, trả lời câu hỏi dành cho người chơi tại cái sân khấu đó và có thể là cho khán giả luôn. Chúng ta sang câu 9 ở trang 157. What kind of sports do you like? I like soccer. Bạn thích loại thể thao gì? Thì trả lời là tôi thích bóng đá. Bóng đá là môn thể thao, là sport nha. Program là chương trình. Box là sách. Show là cuộc trình diễn. Câu 10. Tom and Jerry is a Walt Disney cartoon. Tom và Jerry là một bộ phim hoạt hình Walt Disney, của Walt Disney. Đây sport show, cuộc trình diễn thể thao. Detective movie, phim trinh thám. Adventure là cuộc phiêu lưu. Câu 11. Most imports include the police and the hospital series. Phần lớn các cái đồ nhập khẩu, hàng nhập khẩu bao gồm là cái lọt đồ của dành cho cảnh sát và bệnh viện. Include bao gồm. Câu 12. In some contexts, TV viewers can answer questions through telephone or by mail. Trong vài cái cuộc thi thì các khán giả truyền hình có thể trả lời những câu hỏi thông qua điện thoại hay là bằng thư. Câu 13. What is on TV tonight? Cái gì thì được chiếu trên TV? Cái gì thì được chiếu trên TV tối nay? On nha, chiếu trên TV là on TV. Câu 14. Today many families have a TV set. Ngày nay nhiều gia đình có một cái máy TV. Câu 15. A person who takes part in a contest is a contestant. Một người mà tham gia trong một cuộc thi gọi là người dự thi, contestant. Còn đây viewer là người xem hay khán giả. Presenter là người dẫn chương trình, người giới thiệu. Character là nhân vật. Câu 16. Nowadays many neighbors don't spend much time together anymore. Ngày nay nhiều người hàng xóm không trải qua nhiều thời gian với nhau nữa. Ý là nhà ai nấy sống, nhà ai nấy tỏ. Ít có quay lại để chơi.
Thời gian thì dùng much không đếm được nha. Many là những dùng sau nó là những danh từ đếm được. Còn little là rất ít hoặc là few. Không sử dụng. Chúng ta dùng much nó phù hợp với nghĩa. Ngày nay nhiều nhà người hàng xóm không trải qua nhiều thời gian với nhau nữa. Câu 17. Films are the foreign series such as Sherlock Holmes. Các bộ phim là cái loạt series ở nước ngoài như là Sherlock Holmes. Câu 18. The contestants in the contest programs are student workers or family members. Những người dự thi trong các chương trình thi là các học sinh hay sinh viên, những người công nhân hoặc là những thành viên gia đình. Câu 19. Speaker là người nói. Manager là những giám đốc, người quản lý. Singer là những ca sĩ. Câu 19. In the past, people only watch the black and white TV program. Trong quá khứ, người ta chỉ xem các chương trình TV trắng đen. Trắng và đen. À, tiếng Anh nó hay ngược lại là trắng và đen. Trắng viết sau, dịch trước nha, trắng và đen. Chúng ta sang câu 20. Would you like to come to my house for dinner tonight? Bạn có thích đến nhà tôi để ăn tối vào tối nay không? Chọn câu C. Thanks, I love to. Cảm ơn, tôi thích. Còn đây là không, tôi không thích. Còn đây không, tôi không gì đó, không thích. You're welcome là không có chi. Thì khi mà mình cảm ơn gì đó, giúp ai giúp mình cảm ơn. Và người người giúp người sẽ nói câu là không có chi, you're welcome, hay là not at all. Còn tình huống này là dùng tense, I love to, cảm ơn, tôi thích mà. Chúng ta xem ba la mã ở trang 157, điền vào mỗi chỗ vào chỗ trống với từ thích hợp. Câu 1. My mother usually watches fashion shows on TV in her free time. Mẹ của tôi thường xuyên xem những thêm cuộc trình diễn thời trang trên TV ở trong thời gian rảnh của bà ấy. In là trong nha. Thời gian rảnh. Câu 2. TV viewers can join the contest and answer questions through telephone or by mail. Các khán giả truyền hình có thể tham gia trong cuộc thi, tham gia cuộc thi và trả lời những câu hỏi thông qua điện thoại hoặc là bằng thư. Câu 3. There are plenty of music program on TV. Có nhiều gì thì có ọp nhiều chương trình âm nhạc trên TV. Câu 4. I think this program is good for teenagers. Tôi nghĩ chương trình này thì tốt cho các thanh thiếu niên. Tốt cho ai dùng giới từ for. Câu 5. That film is on at the New Age Theater. Bộ phim đó thì chiếu coi là chiếu này tại rạp thiên niên kỷ mới gì đó. Câu 6. Nam bought two tickets for the movie tonight. Nam đã mua hai vé cho bộ phim tối nay. Câu 7. I'd like to watch programs about teenagers of other countries. Tôi thích xem những chương trình về thanh thiếu niên của những đất nước khác. Câu 8. Years ago, we didn't have a TV set at our place. Những năm trước đây chúng ta đã không có một máy tivi tại nơi của chúng ta hay là chúng tôi. Những năm trước đây chúng tôi đã không có một máy tivi tại nơi của chúng tôi ở đó. Chúng ta sang bốn la mã ở trang 157. Dùng dạng đúng của từ trong ngạc đơn. Câu 1. Teenagers like to hear the latest pop music. Các thanh thiếu niên thích lắng nghe nhạc pop. Nhạc pop là nhạc phổ biến, nổi tiếng, mới nhất. Mới này, latest, mới nhất. Teenage gọi là, chúng ta thấy từ teenage là thuộc thiếu niên nha, thanh thiếu niên là thuộc từ tuổi 13 đến 19 đó, tính từ. Còn nay vị trí này phải danh từ để làm chủ ngữ ha, thì teenagers, các thanh thiếu niên, danh từ. Câu 2. Usually bands and singers perform their latest song on TV. Thông thường là các ban nhạc và các ca sĩ để trình diễn những bài hát mới nhất của họ trên TV.
Xin là hát động từ thì này là ca sĩ thì singers. Chúng ta sang câu bè ở trang 158. We congratulated her on her performance. Chúng tôi để chúc mừng cô ấy vào cái cuộc trình diễn của cô ấy. Perform là trình diễn à. Thì danh từ nó là cuộc trình diễn là performance. Câu 4, life is more comfortable than it was 10 years ago. Cuộc sống thì thoải mái hơn nó 10 năm trước đây. Comfort, sự thoải mái, tên danh từ. Còn chỗ này là đi với động từ to be. Thì này tính từ nha, là comfortable. Câu 5, do you know all the contestants in this game show? Bạn có biết tất cả những người dự thi trong cuộc game show này không? Contest là cuộc thi, thì người dự cuộc thi là contestant. Câu 6, this program is too boring for me to see. Chương trình này thì quá buồn chán cho tôi để xem, để tôi xem đó. Thì poor là làm cho ai buồn chán, động từ. Thì buồn chán đến từ nó. Cái từ chương trình đó làm cho ai buồn chán thì là dùng là boring. Còn ai bị buồn chán là border nha. Đổi ing thành er. Câu 7. My brother enjoyed reading adventure story in his free time. Anh trai của tôi thích đọc những câu chuyện trinh thám hiểm, những câu chuyện phiêu lưu này ở trong cái thời gian rảnh của anh ấy. Adventure là tham hiểm, phiêu lưu, động từ. Còn này là tính từ là adventurous. Câu 8, they can buy imports cheaply. Họ có thể mua những hàng nhập khẩu một cách rẻ. Cheap là rẻ, tính từ. Và đây là sau động từ buy là động từ thường thì phải trạng từ là cheaply. Câu 9, he did the test carefully and got a good mark. Cậu ấy đã làm bài kiểm tra một cách cẩn thận và đã được một cái điểm tốt. Care là sự cẩn thận, danh từ. Và đây là trạng từ đứng sau động từ thường làm đây thì là carefully. Câu 10, TV viewers can join the contest and answer questions through telephone or by mail. Các khán giả truyền hình có thể tham gia những cuộc thi và trả lời những câu hỏi thông qua điện thoại hoặc là bằng thư. View là xem, và người xem là khán giả, này là viewers. Chúng ta sang năm là mẹ ở trang 158, dùng dạng đúng của động từ trong ngoặc đơn. Câu 1, what is there on the TV last night? Có cái gì chiếu trên TV vào tối qua? Ở cái này, tối qua chúng ta dùng là they were nhé. Quá khứ đơn. Last night là quá khứ đơn, là they were. Là một chương trình đó, còn những chương trình thì they were rồi có RE đó. Là đã có cái gì chiếu trên TV tối qua? Câu 2. They are the most interesting program on TV tonight. Today, ngày nay có những chương trình thú vị hơn, nhiều hơn trên TV. Thì hiện tại đơn có today là hiện tại đơn nha. Ngày nay thì hiện tại đơn. Câu 3, would you like to have dinner with me tomorrow night? I'd love to. Bạn có thích ăn tối với tôi vào tối ngày mai không? Trả lời tôi thích. Sau would like phải đồng từ có to trước. Câu 4, life is more comfortable now, but the neighbors don't spend much time together anymore. Cuộc sống thì bây giờ thoải mái hơn, nhưng các người hàng xóm láng giềng đã không trải qua nhiều thời gian với nhau ở nữa. Câu 5, what do you usually in the evening? Bạn thường xuyên làm gì trong buổi tối? Trả lời, we usually have dinner together and talk about our day. Chúng tôi thường ăn tối với nhau và nói chuyện về ngày làm việc của chúng tôi. Câu 6, Lang doesn't see the TV program very often. Lang không xem những chương trình TV rất thường xuyên. Câu 7, the film wasn't very good and I didn't enjoy it very much. Bộ phim thì không hay lắm và tôi không thích nó nhiều lắm.
quá khứ đường đường câu 8. He doesn't like watching sports. He prefers taking part in gym. Cậu ấy không thích xem những môn thể thao, cậu ấy thích tham gia chúng hơn. Chúng ta sang sâu là mẹ ở trang 158. Viết câu